Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái động cơ 125 phân khối của hãng Hangdezi, hàng nội địa Trung Quốc. Cái dòng này nó rất là bền. Nguyên cái động cơ là có trọng lượng là 22 đến 23 kg. Động cơ thì có cái trục đưa ra rất là dài, phù hợp cho các bạn làm những cái xe 4 bánh, thì cái phía trục dài này của nó là trục 3 cm các bạn nhé, phù hợp với các bạn chế xe 4 bánh cắm cái số lùi vào thì cái độ bám trục nó lớn, nó ít bị mòn. Đấy, đây là cái thương hiệu, cái hàng nội địa bên Trung Quốc, nó rất là nổi tiếng này, và nó được kiểm tra chất lượng, cho nên là thường thường bao giờ cũng dán một cái chữ tem QC này, 03. Các bạn nào làm bên kiểm tra chất lượng thì đều biết cái tem này là tem hàng đã được kiểm định này, QC mình cứ gọi là quản lý chất lượng. Và nó có cái mã số động cơ đàng hoàng các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quay vòng vòng cho các bạn xem qua. Động cơ thì vẫn có cần khởi động bằng chân và có đề khởi động điện đây. Đây nó ghi này, 124 phân khối này. Đấy. Đây các bạn có thể nhìn cái phần trục da nó rất là dài. Đây, phần trục da này 3 cm này, nó dài hơn cái xe máy bình thường, nó chỉ có 2 cm thôi. Thì dòng này nó vẫn là dòng 4 số 0, 1, 2, 3, 4. Đấy. Và côn là côn tự động nhé, chứ không phải là dòng côn tay. Thì các bạn làm xe máy cái dòng này thì nó rất là tiện, vì nó sử dụng côn tự động nó dễ hơn rất là nhiều. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Một cái cục máy thuần túy thì nó chỉ có cục máy và cái cổ bô, bàn đạp, số và cần khởi động. Ngoài ra những thứ khác thì các bạn cần phải mua thêm. Cái dòng động cơ 125 phân khối này thì cái trục đầu ra của nó vẫn là trục 17 mm. Đấy. Và các cái kích thước treo máy thì nó vẫn là giống những cái dòng xe máy bình thường thôi. Các bạn mua về có thể thay thế cho những cái dòng động cơ đã hỏng máy. Và cái dòng động cơ mới này thì nó hoàn toàn rất là khỏe để cho các bạn chế xe 4 bánh chơi, thì thực sự là một lựa chọn rất là tốt. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mà khi có video mới đăng lên, thì nó sẽ báo về cho các bạn biết. Và thứ hai nữa là nó tiện cho những cái việc tìm lại những cái video mình đã xem phía trước kia. Đấy, cái phần nhông này này, cái phần nhông trục ra rất là dài nhé. Đây là cái tem QC này, cái tem này là thường là những cái dòng động cơ có kiểm định chất lượng này nó mới có những cái tem như này. Và đây là dòng 4 số này. Đấy, có đề.